Cho con hỏi một câu. Con thắc mắc là sao ở trong các thiền thất không có tụng chú Đại Bi và không niệm Phật A Di Đà? Con xin hết. Câu hỏi đó cũng giống như đặt ra vấn nạn là tại sao bác sĩ tai mũi họng không trị những cái chứng bệnh bao tử với gan? Tại vì cái sở trường của họ là thế. Mỗi một cái pháp môn hành trì ở trong đạo Phật đó được hiểu giống như là những chuyên khoa. Chọn lấy một vài bản kinh thôi làm nền tảng cho tông chỉ. Ví dụ Pháp Hoa Tông thì lấy kinh Pháp Hoa chia làm hai hướng: toàn bộ kinh Pháp Hoa hay là bổn môn Pháp Hoa, tức là những bản kinh chính, những phẩm chính, tư tưởng chính của Pháp Hoa là đủ rồi, chứ không cần tụng trọn vẹn cũng được. Thiền tông thì chia làm nhiều trường phái. Thiền Phật giáo Nam Tông đó còn được gọi là thiền nguyên thủy đó, thì lấy các bản kinh như là Tứ Niệm Xứ, Quán Thân Thể, Quán Cảm Xúc, Quán Tâm, Quán Ý Niệm làm nền tảng để hành trì. Rộng hơn nữa thì bài kinh 16 Pháp Quán Niệm, hoặc là những bài kinh dạy về thiền chỉ và thiền quán để thực tập. Tất cả các bản kinh còn lại đó, đối với họ đôi lúc không trở thành là quan trọng. Còn thiền thất đó, tại Việt Nam và Trung Hoa đó thì chia làm hai nhóm: thiền công án và thiền thoại đầu. Họ chỉ sử dụng một cái thoại đầu, tức là cái câu mà chưa có sự can thiệp của ý thức, có sự đồng hành của ý thức dưới bất kỳ một hình thức nào, nó gọi là thoại trung hay là thoại vĩ đó, chứ không phải là cái nguyên ủy của câu nói, của phát biểu. Mục đích để cho tâm không có chạy theo thói quen của tư duy, nhị nguyên, mà theo các vị tổ của cái dòng thiền này đó, vốn làm cho con người thất liên bắt đạo. Cho nên vay mượn những cái câu nói vô nghĩa về phương diện logic và ngôn ngữ để tâm cho con người có thể được định tĩnh mà vượt qua những nỗi khổ niềm đau. Còn công án là nó có điển tích, được sử dụng bởi một vị thiền sư lỗi lạc, khai tâm mở trí và thậm chí là thế tánh cho một vị thiền sinh dưới sự hướng dẫn tâm linh của mình, trong một cái ngữ cảnh với cái bối cảnh tâm thức làm cho người đó giác ngộ được. Cho nên công án thì không có sử dụng rộng rãi như là câu thoại đọc. Theo chúng tôi thì hai phương pháp này được sử dụng như là thiền chỉ đó, mượn cái câu công án hay thoại đầu, ví dụ như là muôn pháp về một, một về chỗ nào. Nếu ta truy nguyên về nó thì nó không có lệ đáp, để ta quên đi hết tất cả mọi sự tìm hiểu biết, tùy duyên biết, chánh niệm biết, để ta trở về với cái biết của trên năm thường trú, tức là chủ trương của thiền tâm Trung Hoa. Cho thực tế chúng chỉ là một cái nghệ thuật thiền chỉ, tức là lặng dừng các giác quan trong sự tìm cầu đối tượng của nó, chứ nó không phải là cách giải quyết tất cả các vấn nạn. Giải quyết các vấn nạn thì Đức Phật dạy là phải chuyển hóa lòng tham, lòng sân, lòng si, nghi hoặc, sợ hãi, vị kỷ, chấp trước. Tất cả những thứ này ta phải chuyển hóa nó bằng trăm ngàn bài kinh khác nhau. Đức Phật suốt 49 năm thuyết pháp đã nói không dưới 300.000 bài kinh. Một bài kinh như là một dược chất tâm linh vậy, giống như thuốc nó có nhiều dạng, không thể có thuốc trị bá bệnh là điều chúng ta phải tin chắc chắn. Có giai đoạn ta nói là cây sống đời trị bá bệnh, sau đó là cây nha đam trị bá bệnh, sau đó là nước tiểu trị bá bệnh, sau đó là siêng tâm liên trị bá bệnh, bây giờ thì dâu mè trị bá bệnh, rồi canh dưỡng sinh trị bá bệnh. Không có cái nào trị bá bệnh hết đó. Cái nào nó bá định cái đó là không có trị được bệnh nào. Bởi vì lục phủ ngũ tạng á, nó sống ở trong một cái tình thế thuận với cái này để nghịch với cái khác. Mát cho bao tử thì nó có vấn đề đối với gan và thận.
Mè thì tốt cho thận, nhưng mà chưa hẳn là tốt cho gan. Tất cả những dược chất khác cũng như thế. Thì mỗi bài kinh của Đức Phật dạy nó cũng vậy đó. Nó có cái khả năng trị liệu. Có lời kinh đó thì trị cho lòng tham, có lời kinh đó giải phóng lòng sân, có lời kinh đó thì làm cho chúng ta khai tâm mở trí. Ai bị bệnh nào nặng thì phải sử dụng các bài kinh đó nhiều. Vậy thôi. Cho nên trong trường phái của thiền thất đó, thì người ta không có tụng chú Đại Bi, không tụng tất cả thần chú. Bởi vì công án cũng làm cho người ta được giúp tâm, người ta đâu cần phải mượn thần chú để được giúp tâm đâu. Và khi sử dụng công án thì ta thấy nó bình an hơn là thần chú. Còn những người theo mặt tông á, thì quen với cái thần bí, quen với cái màu nhiệm, quen với cái loại này, áp dụng vô thì có hiệu quả, còn sử dụng cái kia thấy nhức đầu thì ta không theo. Còn Tịnh Độ tông á, thì đôi lúc á, là dung hòa, mặt tông cũng sử dụng chút xíu, thiền tông cũng giữ lại chút xíu, Tịnh Độ là chính, cũng không sao. Nhưng ta phải hiểu phương tiện hơi thở, đối tượng quán chiếu, thân thọ tâm pháp, chánh niệm tỉnh thức, nó cũng giống như là câu thần chú của mật tông, danh hiệu Đức Phật A Di Đà của Tịnh Độ tông, chỉ là một phương tiện chứ không phải là cứu cánh để ta đạt được nhất tâm. Mà khi đạt được nhất tâm thì ba pháp môn này nó giống nhau thôi. Miễn là người tu về mật tông đừng có cầu phước báo, đừng có cầu sự mậu nhiệm, đừng có cầu vượt khỏi tai ác. Người tu Tịnh Niệm tông đừng có nguyện cầu vãng sinh nhiều, mà mong làm sao cho tâm mình được thanh tịnh. Thì tất cả cái đó chính là chánh niệm và tỉnh thức. Với định điểm cao nhất đó là nhất tâm bất loạn. Tuy nhiên, ngoài pháp môn và những bản kinh thuộc pháp môn mà chúng ta thọ trì đó, chúng tôi xin kính đề nghị ta đọc càng nhiều các bản kinh khác càng tốt. Ví dụ như một người nắm vai trò đầu bếp trong một gia đình đó, phải biết cái nào nó hại gan, cái nào nó tốt cho gan, cái nào nó hại bao tử, cái nào nó tốt cho thận, để cái dưỡng chất trong thực phẩm nó được quân bình chứ. Cha mẹ già đang bị đau nhức xương khớp do lớn tuổi, hay là đau nhức do bị thoát vị đĩa đệm, mà con cái nấu ăn mà muốn hiếu kính cha mẹ mà nấu măng rồi cá biển, ngao sò, ốc hến, thịt bò, chắc chắn là ông bà sẽ chết sớm rồi. Đau nhức sẽ nhiều hơn thôi, bại sụi sẽ chắc chắn diễn ra. Thực phẩm ta phải kiêng cử, tại vì có loại nó hợp cho bệnh này, nó nghịch cho bệnh kia. Pháp môn thì nó không có kỵ rồi, nhưng mà ít ra đó là ta phải sử dụng đúng lúc. Ví dụ có người thì suốt cuộc đời không hề giết ai, không hề trộm cắp của ai, không hề ngoại tình, không hề sát sanh, không hề nói láo, mà đi tụng kinh sám hối nhiều để làm gì? Có tội gì đâu tụng. Dĩ nhiên là có những cái lỗi vô tình mà không cần phải tụng năm này qua tháng nọ. Một thanh niên đang khỏe, có mạnh dạng, có phát tâm đi tụng một bài kinh Phổ Môn để cầu cho mình khỏi khổ làm gì, đúng không ạ? Người đang bế tắc thì tụng cái đó nhỉ? Cho nên ngoài các bản kinh mà chúng ta thường thấy là kinh Di Đà, Địa Tạng, Phổ Môn, Du Lan, Sám Hối, thì hầu như là đối tượng của nó chính yếu là già, bệnh, chết, tội lỗi. Còn trăm ngàn các bản kinh còn lại Đức Phật dành cho giới trẻ, dành cho mọi thành phần, dành cho các nhà kinh tế, các nhà chính trị, các nhà văn hóa, các nhà giáo dục, thì hầu như các chùa không sử dụng vì đặt nặng pháp môn. Pháp môn nó tốt cho các tu sĩ chứ nó không tốt cho các cư sĩ. Thì pháp môn nó đi chuyên sâu vào cái gì đó. Sau khi mình đã học hết rồi, ví dụ trong chùa đó, trước khi đi vào pháp môn người ta học đến 5-7 năm Phật học, kinh gì cũng học qua hết, luật gì cũng học qua hết, luận gì cũng học qua hết. Cho nên bây giờ ta không cần phải đi rộng nữa mà ta đi vào chuyên sâu. Cũng như trước khi bác sĩ trở thành là bác sĩ chuyên khoa đó, thì 4 năm đầu phải học đa khoa. Còn bây giờ các Phật tử đó thì hầu như Phật pháp chưa hề nghe, chưa hề học, lâu lâu nghe giảng, có ngủ ở giảng đường,
Và bây giờ đi vào pháp môn tất cả mọi thứ khác không biết gì hết, cho nên trở thành cực đoan, trở thành chấp trước, trở thành là cứng nhắc. Đó là những điều mà chúng ta cần lưu ý. Đi vào pháp môn là để ta liễu sinh thoát tử, giải quyết vấn đề khổ đau. Những ngày sư, những sư cô thì thích hợp, còn các cư sĩ thì chưa cần. Cư sĩ ta phải đi đa khoa, bởi vì bệnh của cư sĩ nhiều lắm. Bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, hàng trăm những chứng bệnh dây mơ rễ má từ những thứ này. Ta phải đọc nhiều bài kinh khác nhau để ta trị liệu nó. Ai bỏ sẻn keo kiệt quá thì phải đọc kinh dược sư để vượt qua. Mà có người rộng lượng, bố thí cúng dường, không tiếc nuối, vô ngã dị tha, làm sao không có kể thành quả, là lúc tụng kinh dược sư nó không cần nữa. Mình đã dư cái đó rồi, ta tụng kinh khác. Chẳng hạn như kinh Bát Giả để phá chấp, kinh Kim Cang để phá chấp về những thành quả. Do đó ta phải có tư vấn là vậy đó. Lúc nào, thời điểm nào tụng kinh gì, giai đoạn nào trì kinh gì thì có hiệu quả. Chứ mới bắt đầu đi chùa mà tụng kinh Pháp Hoa, Bát Giả, Niết Bàn, không tẩu quả nhập ma là cũng may lắm á. Thế giống như là mình học về cấp 3 trở xuống học hình học không gian. Nhưng mà lớp 1, lớp 2 mà học hình học không gian thế nào là cũng căng thần kinh à. Phải lên đại học mới học ma trận, rồi mới học không gian ánh đời chiều. Ở cái trình độ nào ta mới đủ sức để tiếp thu. Giáo dục nó phải thế, nó có trình tự thứ lớp. Còn quý Phật tử thì phần lớn thì không có được cơ hội học Phật pháp như là tu sĩ. Trải qua 2 năm sơ cấp, 4 năm trung đẳng, 2 năm cao đẳng, 4 năm cử nhân, 2 năm thạc sĩ, 3 năm tiến sĩ. Mình vô mình nhảy liền cái vọt giống như là các tu sĩ đang học tiến sĩ. Rút ngắn như thế đôi lúc là có tác hại nhiều lắm. Do đó ta đừng có quá kỳ vọng vào những bản kinh cao siêu, nhất là những bản kinh mà Đức Phật nói cho các hàng Bồ Tát. Nhiều người muốn làm Bồ Tát sớm quá. Cho nên là người tại gia ta đọc những bài kinh căn bản như là kinh Thiện Sanh, nói về các mối tương quan xã hội. Kinh Phước Đức nói về cái hạnh phúc của cuộc đời. Kinh Bảy Loại Vợ để biết sống làm sao trở thành một người vợ lý tưởng, từ đó ta suy ra 7 loại chồng. Kinh Hiền Nhân để ta biết vai trò ứng xử của vua, quan, khanh, tước, làng xóm, xã hội, người thân, kết bạn, giao tế. Kinh Bát Đại Nhân Giác để ta hiểu rõ về những con đường giác ngộ, để ta không đắm nhiễm ở trên cõi đời, trong lúc ta hưởng phước, làm phước, tiêu dụng phước. Nói chung là những bản kinh nhân thừa đó cần thiết cho người tại gia. Và những bài kinh đó sẽ làm mà chúng ta phong phú về tâm linh nhiều hơn. Cái nền tảng căn bản này mà nếu mà mình không có nắm vững đó, thì chỉ cần có những người khác dụ đạo bởi kinh tế, hoặc là khi chúng ta đang bị khủng hoảng về cái gì đó, đến liền là ta mất gốc. Bởi vì ta đọc toàn những bản kinh cao siêu không hiểu, cho nên là mê tín cầu phước rồi. Chứ thực ra thần chú không phải là để chúng ta cầu cái gì được cái đó đâu, không phải là để phát triển cái sự màu nhiệm đâu, mà thần chú là một phương tiện để cho tâm của mình nó không còn lăng xăng vọng động. Bởi vì mình không hiểu, cho nên cái mức độ tập trung vào từ câu từ chữ để cho khỏi bị lộn chữ lẹo lưỡi đó, nó làm cho ta được nhất tâm. Đó là một phương tiện mà giá trị của nó cũng không hơn gì cái câu danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật. Còn thiền thì ta lấy hơi thở, ta lấy thân thọ tâm pháp cũng thế thôi. Cho nên nó là một công cụ để nhiếp tâm. Cường điệu quá chức năng của nó sẽ trở thành mê tín. Pháp môn nào của Phật giáo mà không dựa trên nhân quả, không dựa trên tứ diệu đế, không còn là pháp môn Phật nữa. Đó là điều ta phải nhớ chắc chắn. Ai mà thích ăn phở, ăn 5 ngày thì còn ngon, chứ ngày thứ 6 bắt đầu ngán rồi, phải không ạ? Quán cơm chai Cô Tắm có đến 60 món. Là bởi vì biết rất rõ rằng là cái nhu cầu thay đổi khẩu vị của con người nó nhiều lắm.
làm 5-7 món, ta đến là lần thứ 10 cũng ăn những món đó, bắt đầu thấy hết áp phê, đi tìm cái tiệm khác. Cho nên 60 món chứ chừng 5 sau, 2 năm sau sẽ là 70 món. Cái nhu cầu thay đổi khẩu vị nó rất là cao. Cái khẩu vị tâm linh nó cũng vậy đó. Mình uống thuốc, mình điều trị phải gia giảm chứ. Lúc đầu mình uống thuốc có thể là 10 viên, nhưng mà 5 năm ngày sau nó giảm xuống, cái bệnh nó giảm phải giảm đi. Một bác sĩ giỏi không bao giờ cho cái tôi uống thuốc 5, cho tối đa là 3 ngày thôi, sau đó tính tới khám cho tôi mới. Một lương y giỏi cũng không bắt mạch cho thuốc 1 tháng, tối đa là 7 ngày, sau đó là gia giảm tùy theo cái tình huống gọi là đi phục bệnh, mà tăng cái này giảm cái kia. Thì trong các cái bệnh về tâm cũng vậy, người nào có cái bệnh sân si nhiều quá phải đọc cái bài kinh tự bi á, để giải phóng nó, để quán tưởng nó, để hành trì nó. Lúc đó mà niệm Nam Mô Di Đà Phật nó đâu hết sân đâu, nó tạm thời lắng đi, giống như giảm đau thôi. Chiền chú thì cũng giảm đau thôi, lúc đó thôi. Phải tụng bài kinh về tự bi, phải tụng bài kinh về cây cưa thuộc kinh Trung Bộ, dạy về cái nghệ thuật phá chấp để không tạo ra lòng sân. Phải tụng những cái bài kinh nó có những cái ảnh dụ cho thấy là tác hại của sân đó, nó biến mình trở thành nạn nhân để chúng ta sợ và chúng ta vượt qua nó. Nghĩa là phải hiểu được nội dung của kinh thì ta mới có thể ứng dụng kinh một cách có kết quả. Cho nên dù theo pháp môn nào ta cũng phải đọc nhiều kinh. Bây giờ các kinh đã được dịch ra tiếng Việt rồi, dạng âm thanh. Thì Đạo Phật ngày nay của chúng tôi đã thực hiện trong vòng mấy năm qua. Thầy Trọng Đức ở đây là trưởng ban biên tập của cái phần kỹ thuật âm thanh. Còn dạng trang web thì chúng tôi đã đưa từ năm 2000 nè. Dạng sách là ta đã xuất bản mấy chục năm trước. Ta nên đọc thêm để mở mang tâm trí. Dĩ nhiên là đọc phải có sự hướng dẫn, đọc kinh nào trước theo trình tự. Chứ còn nếu không biết đọc, đọc hoài không hiểu được, rối bời, thì tác dụng nó không cao. Cho nên ta phải cần có các nhà chuyên môn tư vấn, cũng giống như là sinh viên á. Ở cử nhân thì tham khảo sách gì, thạc sĩ tham khảo sách gì, tiến sĩ tham khảo cách gì, chứ không phải là cử nhân mà đọc sách tiến sĩ làm sao hiểu nổi. Ngoài trừ những người đặc biệt ngoại lệ. Cho nên ta không nên quá ngạc nhiên khi thấy tại sao trong pháp môn này thọ trì kinh này mà không trò trình khác là vậy đó. Và trước khi đi vào pháp môn, ta phải đi vào cái đa khoa các kinh, các luận, các luật, thì tâm mình mới rộng lượng, không còn cố chấp cho pháp môn mình là số 1, pháp môn người khác là thứ yếu. Hành trì của mình là đúng, hành trì của người khác là sai. Tại vì mình có cái nhìn dung thông đó. Còn đi vào chuyên sâu liền mà chưa trải qua đa khoa là rất nguy hiểm, cố chấp dữ lắm, bế tắc dữ lắm. Thì lúc mà mình đã bị khổ, không biết sử dụng cái gì, cứ đem cái danh hiệu Phật nhét vào thôi, nó ém tại chỗ thời gian, rồi sau đó nó cũng còn nguyên à. Thì nếu mà niệm Phật mà có thể giải quyết hết khổ đau thì Đức Phật đâu giảng kinh 49 năm làm gì. Trì thần chú mà có thể giải quyết hết mọi bế tắc thì Đức Phật đâu giảng kinh làm gì. Hay là chỉ có quán thân thọ tâm pháp là có thể giải quyết hết mọi vấn đề thì Đức Phật có đâu giảng kinh làm gì. Có người đó là muốn thỏa mãn nhu cầu kiến thức thì mới có thể phóng thích nỗi khổ niềm đau. Đức Phật phải giảng những bài kinh mang tính cách là lý luận, phương pháp luận, triết học. Cho nên mỗi người nó có một cái kiểu bệnh khác nhau, và phải nhổ lên cái căn bệnh đó thì mới hết thật. Do đó không đơn giản sử dụng một cái loại pháp môn này mà trị được bá bệnh. Cái chuyện đó chị không có. Chưa bao giờ Đức Phật nói là kinh này trị bá bệnh, giống như là các ông Sơn Đông mãi giỏ vậy. Không có. Kinh nó khác với Siêu Tâm Liên, khác với Sống Đời, khác với Dầu Mè, nó khác với Osawa. Bởi vì có những bài kinh là chỉ 5-7 bệnh, có những bài kinh chỉ có 1 bệnh thôi. Và ta đôi lúc phải sử dụng 5 bản kinh khác nhau, 6 bản kinh khác nhau để trị cho chứng bệnh của mình.
Thì đó là một vài ý niệm để chúng ta thấy được cái sự hỗ trợ của các pháp môn. Và cái tác dụng của pháp môn nằm ở chỗ là trị và nhổ lên được cái chứng bệnh mà ta đang gặp phải. Cho nên không có pháp môn là số 1.